Xin chào mọi người và chào mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Hôm nay thì là một dịp rất là đặc biệt với mình bởi vì món hàng đầu tiên săn sale 9 tháng 9 đã về tới nhà mình. Đó chính là cái máy đánh trứng. Thế cho nên là mình quyết định là mình sẽ làm một món bánh mà mình rất là yêu thích nhờ TikTok. Đó là bánh bông lan. Mình sẽ học những cái cách ở trên này tại vì mình thấy nó rất là nhanh ấy. Và hy vọng là mình sẽ làm được. Tại vì lần trước khi mà mình chưa có mua máy đánh trứng ấy, thì mình cũng đã thử làm. Và sau đó là thứ nhất là cái mùi nó rất là tanh và cái thứ hai nữa là cứng đến nỗi mà ném chó chó chạy luôn đấy, cho nên là lần này hy vọng là có máy đánh trứng rồi thì sẽ thành công. Chị nướng bánh bông lan bằng nồi cơm điện mình thấy các bạn bước lấy lòng trắng trứng này thì nhìn nó hơi gian truân một tí nhưng mà thôi không sao, vạn sự khởi đầu nan thế nào cũng thành công. bạn hay lo ngại nhất là mùi tanh của trứng, đừng bao giờ cho vào. Mình không đo được bao nhiêu là 50 g cho nên là mình chơi theo hệ tâm linh luôn. Vani nhá. Và thay vào đó hãy dùng vỏ cam bào. Tin mình đi, dù bạn có cho vani nhiều cỡ nào thì nó không. Em đặt trọn niềm tin vào chị cho nên là dù nó có đắng thì em vẫn sẽ làm theo chị nhá. Không bao giờ áp được mùi trứng đâu. Nhưng chỉ cần một chút vỏ cam bào đảm bảo bánh thơm từ nhà ra ngõ luôn. Đây là kinh nghiệm của một đứa 12 năm làm bánh. Làm đến cái bước này là mình lại nhớ lại cái bánh cũ mình làm mà cứng đến mức mà chó chạy á. Không biết là có phải là do hồi đấy bột làm sai cái gì hay không mà nó cứng ngắc luôn ấy, cứng không ăn được. Cho hay, mình bắt đầu tập tành làm bánh từ năm 2009. Và chiếc bánh đầu tiên mình làm trong đời là bánh bông lan. 12 năm qua không biết mình đã đổ đi mất bao nhiêu bột mì. Sao bước này là trùm cuối này, lần trước mình đã đứng 2 tiếng để khuấy cái này nhưng mà không thể nào đánh được bọt. Lần này thì nó lên bọt rồi nhưng mà nó không lên được kem như người ta đâu. Đứng đánh rất lâu luôn, đánh về gần đến 1 tiếng nhưng mà nó vẫn không thể lên bọt được. Mình đánh đến cái lúc mà mình tự nhiên mình thấy nó xẹp đi, thế là mình không dám đánh nữa và thôi mình kết thúc luôn. Trứng sữa mình không học qua trường lớp nào cả, kinh nghiệm mà mình có là mình tự đúc kết được thôi. Vì vậy nếu các bạn có làm thất bại thì cũng đừng có nản nha, sau mỗi lần thất bại sẽ rút ra được một kinh nghiệm. Bánh hôm nay không được như ý mình cho lắm vì đây là lần đầu tiên mình nướng bằng cái nồi này. Chứ bánh hôm nay nó cũng không được vừa ý mình lắm. Tại vì khi mà mình đổ vào là mình đã thấy nó sai sai rồi. Mình cố cứu vớt, mình lấy cái máy mình đánh lại thì nó bay tứ tung. Nhìn là thấy kiểu này không thất bại thì nó cũng fail thôi. Về hình thức mình chấm 7 trên 10, chất lượng thì phải 10 cộng. Những tưởng đã fail toàn tập nhưng không, ông trời đã cho mình hy vọng. Bởi vì cái bánh này nó cũng bông được ở trên và khá là mềm chứ không cứng nữa. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi chơi với mấy con mèo mới đẻ của nhà mình. Tiếng chim hay không, nhưng mà mình hôm nào mình ra đây ngồi cũng nghe rất rất rõ tiếng chim ở đây luôn đấy, kiểu chim không thấy đâu nhưng mà nghe tiếng chim rõ lắm. Cái bánh mình sau một hồi được bánh và trứng bay tung tóe thì nó như thế này nè, nó không phải bánh bông lan, nó là cái bánh bột mì ấy. Ăn cũng được nhá, ăn cũng được, nhưng mà có một cái điều mà mình thấy công thức nãy rất là chuẩn, đấy là thay vì dùng vanilla thì dùng cái vỏ cam, mùi nó rất là thơm, nó không tanh mùi trứng. Nhưng mà nãy mình sợ là cho vào nó sẽ đắng á, nên là mình cho có ít à, nhưng mà lần sau thì mình sẽ cho nhiều hơn. Không biết là do có phải là kiểu ở nhà quá lâu không được ăn mấy cái đồ ăn vặt này nọ nữa ấy, nên là bình thường mình không hề thích ăn bánh trung thu luôn, nhưng mà năm nay thì nhà mình có bao nhiêu bánh trung thu mình cũng ăn hết luôn, một mình gần như là xử hết. Nhưng mà cái nhân này nó không ngon bằng mấy nhân khác đâu. Kiểu mình thấy nhân đậu xanh này nọ thì nó sẽ ngon hơn cái này. Nhưng mà chung quy là vẫn ăn được, vẫn rất thích. Đến buổi chiều mà tầm 5-6 giờ như bây giờ là mình không làm được nữa. Kiểu đầu óc mình nó lúc ấy nó hết minh mẫn rồi. Thì thường lúc đấy mình sẽ đọc sách này, sau đó mình sẽ đi tập yoga chẳng hạn. Thì giờ này mình đang đọc cuốn sách này này. Đừng làm việc chăm chỉ, hãy làm việc thông minh. Cuốn sách này với lại cuốn sách Atomic Habits là hai cái cuốn mà mình thực sự là mình khuyên là các bạn nên đọc chung với nhau, tại vì nó có rất nhiều cái nó giống nhau ấy. Tức là khi mà người ta nói về là kiểu các động lực để các bạn cố gắng ấy, các bạn không cần phải có động lực, nhưng mà nếu như mà các bạn có kỷ luật, các bạn có thói quen ấy, tức là mỗi ngày vào giờ đấy các bạn đều làm cái việc đấy, kể cả khi mà các bạn không có động lực ấy, thì
cái thói quen đấy nó vẫn sẽ tạo ra một cái hiệu quả rất là ổn. Đấy là cuốn Atomic Habits, là tức là nó nói là cái cách mà mình xây dựng thói quen ấy, và những cái thói quen nó có thể cho mình những cái gì. Thì cuốn sách đấy đọc rất là hay. Còn cái cuốn sách này ấy thì nó sẽ nói với mình là mình phải làm việc một cách thông minh, tức là không phải là mình cứ bù đầu vào làm việc từ sáng đến tối thì mọi việc nó sẽ xong, mà ngược lại là mình phải làm có giờ giấc này, có quy củ, và mình phải tập trung vào ví dụ như là vào sức khỏe, bởi vì sức khỏe nó là một cái mà càng không xài thì nó lại càng hư, càng không xài thì nó lại càng mất đi. Thì mình phải ngủ đủ giấc này, có thể là một ngày mình chỉ ngủ 6 tiếng nhưng mà mình phải ngủ đủ cho cái cơ thể của mình ấy. Mình ăn uống điều độ này, và mình cũng phải tập thể dục nữa. Nhưng mà tạm thời mình đọc chưa hết, nhưng mà mình cảm thấy cuốn sách này rất là đáng đọc, chung với cuốn Atomic Habits. Nếu như mà bây giờ mà ai hỏi mình á, mà trước dịch có cái gì mà thấy may nhất á, thì mình sẽ, thứ nhất là mình đã mua được một cái thảm yoga để mình tập nó không có bị đau đầu gối trong cái thời gian này. Và thứ hai nữa là mình đã mua một cái máy tăm nước. Tại vì á, mình mọc hai cái răng hàm, tức là một cái bình thường đã thấy hơi lo rồi, mình mọc hai cái răng hàm. Nhưng mà may bạn mình bảo là răng mình nó mọc khôn thật, tức là nó đúng cái đường hàm ấy, nó không có bị lệch á, thì khả năng cao thì nó không phải là răng khôn, rất là may. Nhưng mà lý do mà phải có máy tăm nước là tại vì mình rất là sợ khi mà cái răng bị mọc á, và mình hay ăn ngọt kiểu như vậy, hoặc là mình chăm sóc không kỹ thì mình răng mình nó sẽ bị sâu á. Nên là hôm nào mà kiểu từ khi mà có máy tăm nước thì ngày nào mình cũng dùng, mà không phải dùng một lần một ngày đâu, mà là một ngày mình sẽ dùng khoảng 2-3 lần tùy. Ví dụ như là buổi trưa buổi tối ăn là chắc chắn rồi, kiểu tại vì ăn có thịt và có rau á thì nó sẽ bị dính vào răng, và bàn chải đánh răng hay là mình súc miệng thì chắc chắn nó không thể hết được. Đặc biệt là những cái thịt á, nó bị mắc ở kẽ răng á, thì mình dùng mình thấy đúng là nó sạch hơn thật. Thì cái máy tăm nước mà mình dùng á là của Iris Care. Iris Care là một thương hiệu thuộc công ty CellBlue. Ừ, nếu như mình đọc đúng thì là như thế. Bình thường khi mà dùng cái máy này á thì mình sẽ chỉ dùng cái mức 1 thôi, tại vì mình thấy là mức 1 là nó đã rất là vừa phải cho cái răng miệng của mình rồi. Còn chỉ hôm nào ví dụ như là mình ăn thịt gà chẳng hạn thì mình sẽ dùng mức 2, tại vì lúc đó thì mình, tại vì mình cắn miếng gà nó sẽ bị dính vào rất là nhiều cái kẽ răng, thì dùng mức 2 thì nó sẽ sạch hơn. Một cái lưu ý cho những cái bạn mà lần đầu tiên sử dụng máy tăm nước thì các bạn hãy đưa cái đầu này vào trong miệng mình trước. Đấy, sau đó thì các bạn hãy mở on off, vì như thế thì nước nó sẽ không có bị bay lung tung bắn khắp nhà ấy. Và cái thứ hai là khi mà mình sử dụng, mình luôn giữ ở cái mức 1, tại vì mình cảm thấy là như vậy là nó đã đủ cho cái răng, cái lợi của mình rồi. Nhưng mà nếu như mà bạn mà kiểu bình thường mình ăn gà cũng vậy, bình thường mình ăn gà mình phải cắn á, thì nó sẽ bị mắc vào những cái kẽ răng rất là khó chịu. Thì lúc đấy thì mình sẽ sử dụng mức 2 là cái mức mạnh nhất, là mình cảm thấy là mình có thể dùng được. Ngày xưa thì mình đã thấy cái máy này rồi này, nhưng mà mình lúc đấy mình nghĩ là kiểu máy tăm nước thì sẽ dùng cho những người mà niềng răng. Thế cho nên là bao giờ mình niềng răng thì mình sẽ để ý những cái máy này. Nhưng mà sau này thì mình phát hiện ra là không, bạn không cần phải niềng răng để sử dụng những cái máy như thế này. Tại vì thực ra mục đích chính của nó thì vẫn là làm sạch những cái mảng bám trong những kẽ răng của mình này. Và đồng thời là tại vì nó có nước ấy, nó có một cái đầu nước nhỏ, thì khi mà các bạn đưa vào trong miệng á thì nó sẽ massage đúng, làm cho kích thích tuần hoàn máu và làm cho cái răng miệng của mình khỏe mạnh hơn ấy. Thật ra là hôm nào mà ăn rau là nhìn cái này ối trời ơi luôn á. Hồi nãy mình đã súc miệng rồi, nhưng mà sau khi mà dùng máy tăm nước á thì vẫn thấy cái phần thịt từ bánh trung thu nó ra, các bạn thấy không? Nên tính ra rất là sạch luôn. Và nó có 5 mức độ.
Như mình đã nói thì mình chỉ dùng mức độ 1-2 thôi. Còn nếu như mà các bạn cần nó thì các bạn cứ đẩy lên là được nhé. Và một trong những cái điều mà mình thấy khó hiểu nhất đó là cái cách lắp ráp á. Nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn. Đầu tiên là mình sẽ lắp cái bàn chải á theo chiều kim đồng hồ từ dưới lên trên là nó có thể thẳng đứng được rồi. Và sau đó ở cái phần thân á thì nó sẽ có một cái mối để lắp với lại cái phần đáy. Thì mình chỉ cần gắn với lại cái phần đáy á, cho chắc lại với nhau là được. Đó, thì sau khi mà mình lắp rồi thì mình có thể bắt đầu cho nước vào và sử dụng. Thường thì mình sẽ dùng khoảng 2/3 thôi là đã được 2 ngày rồi. Còn về phần thảm á, thì mình khuyên các bạn nên mua thảm từ 8 đến 9mm. Bởi vì nếu mà mua 6mm á, thì nó sẽ bị đau đầu gối ấy. Và mình thấy độ dài nào cũng như nhau thôi. Và mình sẽ để link ở dưới cho các bạn tham khảo nhé. Đấy, thì thường một buổi chiều của mình thì thường nó sẽ như thế. Tức là mình sẽ cố gắng làm hết những cái việc mà nó khoai nhất vào buổi còn sáng, tức là từ buổi sáng này, sau đó là đến tầm khoảng 5 giờ chiều là bắt đầu kiểu đầu mình nó như kiểu có thói quen đó, là tức là nó không hoạt động tốt nữa, thì lúc đó bắt đầu mình sẽ đi kiểu đi nghịch, đi nấu cái gì đấy ăn buổi chiều này, sau đó thì mình sẽ đi đọc sách, tập yoga, sau đó là một chút nghỉ ngơi, giờ mình ăn tối, và sau đó thì mình sẽ giải quyết hết những cái việc còn lại, những cái việc mà mình chưa làm xong trong ngày hôm nay. Và hy vọng là cái video này đã làm cho bạn cảm thấy là thực sự nếu mà khi mà mình ở nhà mùa dịch ấy thì đúng là mình có thể chán hơn, nhưng mà nếu như mà mình muốn thì mình vẫn sẽ có rất rất nhiều việc để làm. Bình thường á là video đến đây là hết rồi, nhưng mà tại vì là mình phát hiện ra là các cháu của mình ở quê đều xem cái video, tất cả các video của mình luôn, nhưng mà mình không có biết. Nhưng mà hôm nay thì mình biết rồi, thế cho nên là chào tất cả mọi người. Chào Quỳnh, chào Linh, chào Trâm, chào Ngân.